Khi bắt đầu một cái buổi đào tạo đầu tiên dành cho người mới thì các bạn cần phải giải thích với người mới là chúng ta sẽ làm gì ở trong cái lĩnh vực kinh doanh này. Họ cần phải biết rằng là họ tham gia vào đây và họ sẽ làm cái thể loại công việc dạng dạng như thế nào, đúng không ạ? Và đồng thời mình cần phải giải thích là với công ty Southern Wellness thì cụ thể chúng ta sẽ làm những cái công việc gì. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần đầu tiên là công việc. Đấy, công việc mà chúng ta sẽ làm. Chúng ta cần phải hiểu rõ về cái luật chơi, về cái gọi là cái quy tắc của cái lĩnh vực network marketing này thì chúng ta mới có thể có được cái chiến lược mà phát triển nhanh chóng. Vậy thì ở đây Anna sẽ hướng dẫn các bạn một số thông tin rất là quan trọng sau. Trước tiên bạn cần phải hiểu về cái từ network. Network tức là gì ạ? Network. Network tức là một cái mạng lưới, và network marketing là một mạng lưới các nhà phân phối độc lập làm những công việc giống nhau và bán hàng, giới thiệu hàng hóa trực tiếp cho khách hàng. Và trong network marketing người ta dùng một cái phương pháp rất là quan trọng, phương pháp marketing vô cùng hiệu quả, đó là truyền miệng. Vì vậy cho nên rằng là các thủ lĩnh lớn của chúng ta hay nói rằng là ngành kinh doanh này là ngành kinh doanh về chia sẻ. Tức là thay vì bạn đi bạn làm một chuyên gia, bạn phân tích chất A, chất B, chất C, chất D thì đơn giản là gì, là bạn dùng sản phẩm và bạn đi chia sẻ câu chuyện bạn đã sử dụng sản phẩm. Vậy thì chúng ta sẽ có 3 cái việc mà chúng ta cần phải làm ở trong cái ngành network marketing này. Cái công việc đầu tiên mà bạn sẽ làm, công việc đầu tiên mà bạn sẽ làm đó là bán sản phẩm. Công việc đầu tiên mà bạn sẽ làm đó là bán sản phẩm. Và khác với những cái ngành nghề kinh doanh truyền thống thì ở đây chúng ta sẽ bán sản phẩm bằng một cái phương pháp marketing mà Anna vừa mới nói với các bạn, đó là truyền miệng. Bằng phương pháp truyền miệng nào, để đây các bạn sẽ, nếu như các bạn hiểu rõ được cái điều này thì các bạn sẽ hiểu được mấu chốt của cái cách chúng ta sẽ chia sẻ. Có rất nhiều những cái mạng lưới network marketing khác ở ngoài kia, họ bắt đầu làm một cách ban đầu nó có thể rất là hiệu quả, một cái cách khác với cả cái bản chất của cái network marketing này. Một cái cách khác ở đây nghĩa là gì? Tức là có thể họ dùng quảng cáo này, họ chạy cũng chạy ad này, họ sử dụng nhiều công cụ internet để quảng cáo trực tiếp vào cái quá trình bán hàng. Thì đấy không phải là cái việc mà chúng ta làm. Chúng ta ở đây là gì? Chúng ta sẽ sử dụng một cái mạng lưới những cái nhà phân phối độc lập để chúng ta bán sản phẩm. Và cái phương pháp marketing chúng ta dùng đó là truyền miệng. Truyền miệng tức là sao? Tức là bạn phải truyền tới cái người mà bạn đã có tiếp xúc từ trước, bạn đã có ảnh hưởng từ trước. Đây là một phần rất là quan trọng. Và các bạn hãy nhớ đến cái điều này. Chúng ta, điều số 1, chúng ta vào đây, chúng ta bán sản phẩm bằng cái cách marketing là truyền miệng, hay còn có thể gọi rằng là đây là ngành kinh doanh về việc chia sẻ. Ok chưa? Rồi, cái số 2 mà chúng ta làm đó là chúng ta xây dựng và mở rộng. Chúng ta sẽ xây dựng và mở rộng một mạng lưới những cái nhà phân phối làm cùng một công việc giống như chúng ta. Đó là công việc số 2. Tức là gì? Tức là nếu như mà một mình bán thì nó không thể nào thành một cái hệ thống được. Nhưng mà nếu như mà nhiều người bán, nó sẽ thành một cái hệ thống. Và việc số 2 của mình đó là mình sẽ đi xây dựng và mình mở rộng cái hệ thống gồm những con người làm một công việc giống như mình, tức là một cái công việc ở mục 1. Và cái điều số 3, cái số 3 mà chúng ta làm đó là bạn sẽ tối ưu cái hệ thống của mình, tức là bạn sẽ nâng cao hiệu suất. Nếu chúng ta chỉ tạo ra một mạng lưới mà chúng ta quên đi cái việc tối ưu, quên đi cái việc nâng cao hiệu suất của nó thì có thể rằng là chúng ta sẽ tốn nhiều công hơn mà cái kết quả thu về thì nó kém hơn. Cho nên là một cái công việc số 3 rất là quan trọng, đó chính là bạn phải biết cách để làm sao cái hiệu quả của hệ thống bạn vừa tạo ra nó tăng lên. Đấy, vậy là tóm lại ở trong cái lĩnh vực này chúng ta sẽ làm 3 cái công việc. Một là bán hàng, hai là xây dựng và mở rộng một mạng lưới những cái người mà cũng làm cái công việc
ở mục 1. Và cuối cùng mục số 3 là bạn tối ưu cái nâng cao cái hiệu suất của mình. Bởi chính bởi vì như thế này cho nên nó không cần đòi hỏi bất kể một chuyên gia nào mới có thể bắt đầu. Bạn cũng chẳng cần phải đòi hỏi là bạn phải có một một cái gọi là bề dày về về kinh nghiệm trong lĩnh vực này mới có thể bắt đầu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu bạn là những người mà muốn giúp đỡ người khác thì đây chính là trường dạy làm giàu dành cho bạn. Và khác với cả ở trường nếu như mà ở trường học đại học nhá, 4 năm học đại học, thậm chí nếu bạn học ngành y thì bạn có thể mất 6 năm. Thế thì trong cái khoảng thời gian đấy thì nếu mà bạn không hoàn thành được cái chương trình học thì bạn sẽ không được lấy bằng, đúng không ạ? Và bạn còn phải nộp tiền nữa. Thế nhưng mà ở trong lĩnh vực network marketing này thì các quá trình bạn làm cũng là quá trình mà bạn học tập và bạn hoàn thiện. Và chỉ với 1 đến 2 năm, nếu mà bạn lựa chọn được một cái công ty chuẩn, những cái hệ thống sản phẩm chuẩn và cái mô hình trả thưởng chuẩn, thì chỉ sau 1 đến 2 năm vừa học vừa làm mà bạn có cái thu nhập mà có thể là bạn đi làm hàng chục năm ở ngoài còn không có. Thậm chí rằng là gì, bạn học đến đâu là bạn làm đến đấy. Không giống như là bạn đi học đại học xong 4 năm, 6 năm ra trường khi bạn còn thất nghiệp. Đó, cho nên là khi mà bạn giải thích với nhà phân phối điều này thì nhà phân phối sẽ cảm thấy rất là dễ hiểu. Và cụ thể ở trong công ty Siberian Wellness thì chúng ta thường có một cái hình mà chúng ta mua là vô cùng thích. Đó gọi là hình tam giác. Thì Anna sẽ vẽ cái hình tam giác ở đây cho các bạn để các bạn thấy này. Đây là một cái hình tam giác thần thánh, một trong những khu vực trọng điểm. Thế thì các bạn thấy đấy, chúng ta có 3 cái phần công việc này. Vậy thì có rất nhiều người sợ rằng là khi mà nhắc đến network marketing thì họ sợ rằng là họ sẽ phải bán hàng rất là nhiều. Hoặc là khi mà nhắc đến network marketing thì họ sẽ nghĩ rằng là ôi tôi sẽ phải liên tục đi tuyển dụng và tìm người mới. Xong rồi có người lại bảo là ôi tôi sợ lắm, tôi sẽ không biết phải đào tạo hướng dẫn người khác như thế nào. Đúng không ạ? Thế thì để mà các bạn có thể hiểu rõ hơn về những gì mà chúng ta sẽ làm thì Anna sẽ mô tả với các bạn lại một chút về cái tỉ trọng giữa những cái phần công việc ở đây để các bạn có thể hiểu. Ở công ty Siberian Wellness chúng ta cũng có 3 phần công việc, đó là bán hàng, đó là tuyển dụng. Thực ra Anna không thích dùng cái từ này, nhưng mà do là cái từ này nhiều người dùng quá cho nên mình dùng như này để cho các bạn dễ hiểu. Anna thích cái từ gọi là tìm đối tác, từ đấy hay hơn. Và cái việc thứ ba là đào tạo. Thế thì nó có một cái điều rất là hay ở chỗ rằng là đối với công ty Siberian Wellness, bởi vì cái sơ đồ trả thưởng rất là đặc biệt và công ty yêu cầu một cái mức gọi là năng động rất là thấp. Khi mà bạn xem đến cái phần mà sơ đồ trả thưởng của công ty thì bạn sẽ hiểu rõ cái phần này hơn. Và bởi vì là công ty yêu cầu một cái mức năng động rất là thấp cho nên là cái nguồn lực của bạn, cái thời gian và công sức của bạn dành cho việc bán hàng nó chỉ có 2% thôi. Đấy, chỉ có 2% thôi. Tức là cái phần này của bạn chỉ có 2% thôi. Đương nhiên bạn vẫn có thể làm nhiều hơn. Nhưng đây chính là một cái tỉ trọng giữa các phần công việc mà nó mang lại cho bạn một cái kết quả nhanh nhất và tốt nhất. Ok chưa? Thứ hai, cái phần tuyển dụng của mình nó chỉ chiếm có 18% thôi ạ. Điều này là một trong những cái sự khác biệt với tất cả các công ty MLM khác. Ở những công ty MLM khác mà bạn đang thấy có mặt ở Việt Nam, nó có hai cái tên MLM hoặc là Network Marketing đều nói chung về cái mô hình này. Khi mà bạn tham gia hoặc bạn tìm hiểu một số sơ đồ khác, bạn sẽ thấy rằng là nếu một tháng mà chúng ta phải bán một cái lượng hàng, một người phải tiêu thụ một lượng hàng là 60 triệu, 30 triệu, 20 triệu thì rất là áp lực. Mà cái xác suất để cho nguyên cả mười mấy nghìn người, cả trăm nghìn người trong hệ thống của chúng ta có thể làm được cái doanh số đấy lại càng áp lực hơn. Và họ làm được rồi thì cũng rất khó để mà tháng sau và liên tục tất cả các tháng sau họ lại lặp lại được cái doanh thu đấy. Đấy chính là lý do tại sao mà họ đã gia nhập hệ thống mà rồi họ phải từ bỏ cuộc chơi. Bởi vì họ cảm thấy rất là khó để làm. Và đôi khi mình có thể làm được, thế nhưng mà những cái người khác của mình không thể làm được. Đây chính là một trong những cái nỗi đau rất lớn của những người làm network marketing. Vậy thì ở Siberian nó giải quyết được toàn bộ cái phần này. Anna cam kết với các bạn rằng là khi các bạn tìm được một tư vấn viên, một nhà phân phối vào bên trong hệ thống thì cái xác suất mà họ ở lại làm việc là vô cùng cao. Anna không dám nói là nó là 100%. Thế mà thú thực là trong hệ thống của Anna thì xác suất để một nhà phân phối ở lại làm việc, ví dụ ở bên ngoài những công ty khác,
thì nó chỉ có khoảng đâu đấy khoảng 5-10% là cao. Nhưng mà ở đây bạn hãy yên tâm rằng là cái tỷ lệ mà một nhà phân phối họ ở lại họ làm việc và họ làm việc lâu dài là nó ít nhất là nó phải rơi vào ở trong khoảng quãng chừng từ 40-50%. Các bạn thấy thế nào ạ? Và quan trọng là cái việc lặp lại tiêu dùng của họ cũng ở trong khoảng 40-50%. Và nếu như mà bạn chưa có cái được cái tỷ lệ đấy thì hãy xem lại, dần dần bạn sẽ có kinh nghiệm và bạn xem lại xem là bạn cần phải nâng cao hiệu suất như thế nào. Nào, ok chưa? Rồi, vậy thì 80% còn lại chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đào tạo. 80% chúng ta sẽ đào tạo. Ví dụ Anna đang đứng đây, đang quay cái video này là Anna đang đào tạo các bạn. Và các bạn dùng những video này các bạn có thể chia sẻ lại. Và như thế thì cái việc đào tạo ở đây nhá, cũng không phải là một mình làm. Có rất là nhiều người leader lớn ở trong hệ thống họ đã làm ra những cái chương trình đào tạo rồi. Và việc của mình là gì? Là chia sẻ những video đấy mình bằng cách đầu tiên mình phải học. Mình học xong đã rồi mình mới dạy lại người khác. Bạn hãy nhớ này, chúng ta làm công việc là bán hàng bằng truyền miệng và chúng ta xây dựng mở rộng một hệ thống những người làm những cái công việc mà y xì như nhau. Thế thì khi bạn là một cái khuôn chuẩn rồi, bạn học hành chuẩn rồi, bạn được đào tạo, bạn tự đào tạo mình chuẩn rồi thì bạn sẽ đúc ra được rất là nhiều sản phẩm chuẩn. Thì đây chính là cái phần mà chúng ta sẽ làm cụ thể. Và bạn có thể thấy đấy, cái phần bán hàng khi ghép vào đây nó chỉ chiếm có 2%. Bạn nhớ nhá, bạn thích ai thì bạn bán hàng cho người đấy. Chứ không cần phải là gặp ai, bạn cũng phải phát ra một cái nguồn năng lượng là ồ, tôi phải tìm cách bán hàng cho người này. Cái điều đấy nó sẽ làm cho mối quan hệ nó bị, đôi khi nó bị đứt gãy và mọi thứ kết quả nó không được như ý muốn của mình. Thế bản thân Anna thì Anna luôn luôn tìm cái cách để mà cho mọi người thấy rằng là tại sao bạn cần phải sử dụng sản phẩm này. Và rồi thì khi mình quý mến ai vô cùng, mình mới dành thời gian quý giá của mình để đi tư vấn cho người khác. Còn nếu như mà tất cả những người còn lại thì mình đã chuyển đổi họ thành nhà phân phối hết rồi. Bởi vì chuyển đổi họ thành nhà phân phối đi để họ có những quyền lợi cao hơn. Và họ khi họ là nhà phân phối thì họ sẽ phải dành thời gian để họ tìm hiểu. Suy đến tận cùng, chúng ta đào tạo là chúng ta đang đào tạo nhau cái cách sử dụng sản phẩm. Chúng ta đào tạo nhau cái cách để mà có cơ hội được sử dụng sản phẩm miễn phí trước khi mà nghĩ đến cái việc là chúng ta phát triển nó thành một cái doanh nghiệp lớn, đúng không ạ? Vậy thì làm gì ngoài kia, làm gì có chỗ nào người ta đào tạo chúng ta như vậy? Nhưng mà ở trong network marketing thì người sau sẽ được người trước dạy, người sau sẽ được người trước hướng dẫn. Và bởi vì chúng ta có cái kết nối với nhau về mặt quyền lợi, cho nên là ở công ty Cyberon Wellness thì quyền lợi của các bạn sẽ được kết nối với hệ thống cho đến vô cùng về chiều sâu và vô cùng về chiều ngang. Cho nên mọi người đều được cái đối xử nhiệt tình như nhau và đều được đào tạo kỹ càng như nhau. Vậy thì khi mà bạn học và bạn đào tạo được lại cho người khác thì tự động cái hệ thống này nó sẽ được nhân bản và nó sẽ mở rộng rất là nhanh. Đây chính là cái công việc mà chúng ta sẽ làm. Một cái phần thứ hai mà bạn cần phải nói với người mới của bạn, đó là bạn phải phân tích cho họ những cái dấu hiệu của một cái công ty network marketing mà khi mà bạn lựa chọn thì mà họ phải quan tâm đến cụ thể những từng cái yếu tố như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần đấy. Cái phần số 2 có cái tên gọi là cái mục số 2 ở trong phần này. Mục số 2 ở trong phần 1 có cái tên gọi là những cái tiêu chí mà bạn phải quan tâm khi bạn lựa chọn một cái công ty network marketing. Hãy nhớ rằng là khi nhà phân phối họ đã đồng ý đến với cái buổi đào tạo ngay sau khi mà cái buổi OPP chia sẻ cơ hội kinh doanh, trong đầu họ vẫn đang còn rất nhiều những cái băn khoăn. Và hãy đặt mình trở lại vào cái thời điểm mà mình cũng mới bắt đầu ký hợp đồng, mình cũng băn khoăn chứ, đúng không? Và bởi vì thế cho nên rằng là mình sẽ bắt đầu tìm tòi những cái thông tin và mình hãy chỉ dẫn cho họ, định hướng cho họ cái cách mà họ sẽ tìm tòi thông tin như thế nào. Rồi, chúng ta sẽ đến một cái phần số 2. Phần này có tên gọi là và cái mục số 2 mà chúng ta cần phải hướng dẫn cho người mới ở trong cái phần 1 ấy, đó chính là các yếu tố cần phải quan tâm khi lựa chọn một cái mô hình network marketing. Bạn hãy quay trở lại cái thời điểm mà bạn mới bắt đầu đồng ý và tìm hiểu công ty. Bạn sẽ thấy rằng là mình cũng có rất là nhiều băn khoăn.
mình thích rồi đấy, nhưng đương nhiên mình cũng cần phải được tìm hiểu và được cung cấp những thông tin để làm sao cho cái niềm tin của mình trở nên vững vàng hơn. Và như Anna chẳng hạn thì Anna cũng đã từng lên internet search rất là nhiều những cái thông tin, và đây chính là những cái yếu tố mà Anna thấy là nhiều người quan tâm nhất. Và khi mà bạn nói cho họ những cái điều này thì chắc chắn rằng là cái quá trình mà họ tiếp nhận thông tin của bạn, tất cả những thông tin về sau nó sẽ rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các yếu tố. Mà quan tâm khi lựa chọn một mô hình network marketing. Anna xin phép viết tắt. Rồi, các yếu tố mà bạn cần quan tâm khi lựa chọn một mô hình network marketing là gì? Số 1 luôn luôn là tính pháp lý. Cái số 1 luôn luôn là tính pháp lý, tức là công ty cần phải có giấy phép các bạn ạ. Công ty cần phải có giấy phép thì bạn mới có thể hoạt động được. Cho nên là cái số 1 sẽ là tính pháp lý. Và Anna hướng dẫn bạn cái cách bạn kiểm tra giấy phép này. Giấy phép nó có hai phần. Một là công ty có được cấp phép hay không. Số 2, công ty có được tái cấp phép hay không. Điều này còn quan trọng hơn cả điều số 1. Có rất nhiều công ty được cấp phép lần đầu, nhưng mà sau 5 năm hoạt động thì họ lại không được tái cấp phép. Đương nhiên Sabin Connect của chúng ta đã vừa có thông tin là chúng ta được tái cấp phép rồi, và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để mà chúng ta hoạt động. Chúng ta là hoạt động như một nhà phân phối độc lập của công ty. Vậy thì giấy phép chúng ta sẽ tìm như thế nào? Nó có một cái đường link ở trên Google luôn. Khi bạn vào Google, bạn search là dấu hiệu của các công ty đa cấp lừa đảo, nó sẽ ra một loạt những cái website. Các bạn chọn cái website ở trên đầu tiên. Trong website ở trên đầu tiên đấy, bạn sẽ đọc được rất là nhiều những cái dấu hiệu của công ty bla bla. Và ở cuối cái bài viết đó, bạn sẽ thấy một cái link của cục cạnh tranh. Bạn vào đấy, bạn click vào đấy, bạn sẽ gõ tên công ty, như mình là mình gõ tên công ty của mình vào đấy, thì mình sẽ thấy được là công ty của mình có giấy phép hay không, và nó hiển thị hết lên, kể cả địa chỉ đặt ở đâu, rồi người đại diện theo pháp luật là ai, và công ty là công ty Việt Nam hay là công ty nước ngoài. Và cái tính pháp lý là cái rất là quan trọng, đó là giấy phép. Được chưa? Đó là giấy phép. Cái thứ hai trong tính pháp lý mà bạn phải quan tâm á, thì cái này là gì? Là kinh nghiệm cá nhân của Anna. Anna chỉ làm việc với những công ty mà 100% vốn nước ngoài. Tức là mình không làm việc với những anh nào mà là một người Việt Nam nào đấy đứng ra, rồi đứng ra chỉ là nhập khẩu nó về xong rồi tổ chức phân phối. Thế đến khi cái anh người Việt Nam đấy, anh ấy không còn nữa, thì làm thế nào để mình có thể tiếp tục phân phối được cái sản phẩm khác? Rất là khó đúng không? Cho nên là Anna chỉ chọn những công ty mà 100% vốn của nước ngoài. Giống như công ty CyberConnect thì chúng ta có 100% vốn của công ty mẹ ở Liên bang Nga. Như thế nó sẽ làm cho cái hoạt động của chúng ta nó có tính hệ thống, và mình tham gia trực tiếp vào được những cái văn phòng đại diện, tức là thuộc hệ thống phân phối toàn cầu luôn, chứ không phải là một ai đó chỉ được cái giấy phép nhập khẩu về mà đã tổ chức ra phân phối. Cái này cũng là một trong những cái bạn phải tinh ý để bạn phát hiện ra. Ok chưa? Tức là cái thứ hai mà Anna quan tâm đấy là phải là 100% vốn. Đấy, tính pháp lý nó là như thế. Và đương nhiên, với những công ty mà network marketing mà hoạt động tại thị trường Việt Nam thì luật của chúng ta rất là rõ ràng. Và luật của chúng ta cũng rất là khắt khe với những cái công ty. Rõ ràng ở đây tức là rõ ràng ở mức độ khá là khắt khe. Bởi vì cho nên các bạn có thể yên tâm rằng là tất cả những cái sản phẩm đã được lưu hành là nó phải có được đầy đủ những cái giấy tờ nhập khẩu này, đầy đủ cái giấy chứng nhận mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, và đầy đủ tiêu chuẩn của những cái sản phẩm có tên gọi là thực phẩm chức năng. Thực phẩm là gì và thực phẩm chức năng là gì? Ví dụ một loại trà, bạn nếu bạn đăng ký nó dưới dạng thực phẩm thì bạn chỉ có thể nói rằng là trà thôi, tên gọi của bạn chỉ là trà thôi, và ở trên thành phần thì bạn không được ghi là nó có công dụng gì cả, vì nó chỉ là thực phẩm mà. Thế nhưng mà nếu bạn muốn đăng ký nó dưới dạng thực phẩm chức năng thì lúc đó bạn có thể ghi được ví dụ như là trà hô hấp hoặc là trà tiêu hóa, và bên trong công dụng bạn có thể được viết những cái một số những công dụng nổi bật của nó. Đây là một phần rất là quan trọng. Cho nên là đôi khi bạn khi bạn sử dụng sản phẩm, bạn sẽ thấy rằng là đôi khi nó có những công dụng nhiều hơn cả những công dụng mà đã ghi ở trên
ở trên bao bì nhãn mác, thì cái này cũng giúp cho bạn phân biệt được làm một sản phẩm phân biệt là thực phẩm chức năng hay là thực phẩm. Ok chưa? Đấy là cái tính pháp lý. Cái số 2 là Anna rất là quan tâm ạ. Đó chính là sơ đồ trả thưởng. Sơ đồ trả thưởng. Tại sao Anna quan tâm đến cái sơ đồ trả thưởng? Nói chung tôi là một người khá là chắc chắn trong cái việc mà mình sẽ hợp tác với ai. Cho nên là tôi thường là gì, sẽ xem cái sơ đồ trả thưởng trước khi mà quyết định là làm mạnh. Tôi cần phải biết rằng là cái sơ đồ trả thưởng này là mô hình gì. Túm lại, cứ cái công ty nào mà có mô hình trả thưởng không giới hạn chiều sâu, trả giới hạn chiều ngang, không cần phải đặt để gì cả thì bạn dùng. Đấy. Tức là ngoài kia có rất nhiều mô hình, anh đang nghĩ rằng không cần phải nhắc đi. Thế nhưng mà nếu mà tôi cứ thấy cái mô hình nào mà ai đến và giới thiệu cho tôi sẽ hỏi là có thể mô tả qua sơ đồ trả thưởng được không? Sau đó rồi thì khi mà tôi đã được mô tả qua thì tôi cần phải phát hiện ra rằng là mình có thể được hưởng hoa hồng tối đa, sâu vô tận và ngang vô tận. Như thế tôi sẽ là, tôi không thích là bị giới hạn là 5 tầng, 7 tầng, 8 tầng hoặc là một nhánh, hai nhánh, ba nhánh, bốn nhánh. Tôi cảm thấy là nó không phù hợp lắm về mặt quy luật tự nhiên. Ừ thì đương nhiên mỗi công ty đều sẽ có một cái chiến lược kinh doanh khác nhau để mà họ đưa ra được một số những cái mô hình trả thưởng khác nhau. Thế nhưng mà cái thứ mà hợp với mình ý, là cái thứ không bị giới hạn và nó khỏi đau đầu. Nói chung là bạn mở được ai mới thì đấy là tầng 1 của bạn. Còn nếu như mà ai đó bên dưới mở được người mới thì là tầng 1 của họ. Hà cớ gì mà mình rõ ràng mình mở được cái người đấy mà mình lại không được để là tầng 1 của mình trực tiếp mình hướng dẫn. Mình phải đặt xuống ở với ai thì cái đấy nó lằng nhằng, quá lằng nhằng. Và tôi thích những gì đơn giản, cho nên là cứ thế mà làm. Ai mà mình trực tiếp giới thiệu nó sợ sẽ là tầng 1 của mình họ, và mình sẽ chăm sóc họ trực tiếp. Còn những cái người khác mà do người khác giới thiệu thì sẽ là của ai thì người đấy hưởng. Như thế cho nó rõ ràng. Thế cho nên là cái sơ đồ trả thưởng này tôi rất là quan tâm là nó phải không giới hạn gì cả. Ok chưa? Đấy là cái số 2 mà tôi quan tâm. Cái số 3 mà tôi quan tâm á, là tôi sẽ quan tâm đến cái thuộc về mua hàng á. Mua hàng thì nó, cái việc mà mua hàng á thì nó như thế này. Khi mà bạn mua hàng thì bạn phải để ý rằng là sản phẩm có xuất hóa đơn đảo không. Giống như bên công ty Cybercomnet của chúng ta ấy, thì chúng ta là mua một hộp trà 100.000 cũng có hóa đơn đảo. Chúng ta mua cái quyển catalog 25.000, nếu bạn mua một cái catalog cũng có hóa đơn đảo. Điều đấy chứng tỏ rằng là công ty hoạt động 100% dưới sự quản lý của cơ quan nhà nước của chúng ta. Và nếu mà công ty xuất hóa đơn đảo như thế, nó sẽ thể hiện rằng là công ty đã nhập khẩu sản phẩm chính ngạch. Và khi nhập khẩu sản phẩm chính ngạch thì sẽ có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Và bạn cũng để ý nhá, đây là cũng là một lợi thế của công ty Cybercomnet này. Chúng ta niêm yết giá sản phẩm trên catalog, chúng ta niêm yết giá sản phẩm, giá bán lẻ sản phẩm ở trên website. Và chúng ta chỉ có một giá thôi, nhà phân phối nào mua cũng chỉ có một giá thôi. Đây chính là một trong những điều đặc biệt. Và vì thế cho nên bạn có thể đưa nguyên luôn cái hóa đơn đỏ này cho khách hàng. Cho nên là thực ra nó cũng thuộc về tính pháp lý đấy, nhưng mà nó liên quan đến cái việc gọi là mua hàng. Trong cái phần mua hàng chúng ta sẽ có hai cái là phải có VAT và phải được trả hàng. Và trả hàng này là trong vòng 30 ngày. Đấy, nếu như mà có đảm bảo đúng điều kiện như thế thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để mà lựa chọn. Rồi, một cái phần số 4 các cái yếu tố mà mình cần phải quan tâm. Đấy là như thế này, nó có một cái rất là hay. Là hoa hồng á, phải được trả vào trong tài khoản. Và phải trả từ tài khoản của công ty, chứ không phải trả từ tên một cá nhân nào đấy khác. Đây là một trong những cái thứ mà nó thực ra nó cũng phụ thuộc vào tính pháp lý. Thế nhưng mà mình nêu rõ ra để cho rất nhiều người có thể hình dung được rõ hơn. Vì không phải ai cũng hiểu là phần nào nó thuộc về phần nào. Thế thì bạn, khi bạn nhận được tiền, mà tiền đấy nó phải là tiền chuyển từ tài khoản của công ty. Và nó phải là hình thức chuyển khoản. Và đặc biệt có một phần quan trọng hơn là phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Hoa hồng, chuyển khoản này, tài khoản công ty này, thuế thu nhập cá nhân này. Trong cái luật của Network Marketing, các công ty ở Việt Nam, đang hoạt động ở Việt Nam thì
Luật của chúng ta quy định rằng là trong một năm mà thu nhập của bạn cứ trên 100 triệu thì bạn sẽ trả 5% thuế. Đấy, bạn cứ thấy công ty hoạt động đúng như thế thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái sự lựa chọn của mình. Và cuối cùng, điều số 5. Điều số 5 là một điều bonus thêm. Với cái kinh nghiệm mà Anna đã hoạt động thì Anna thấy rằng là mình nên chọn một công ty nào đấy mà có cái thời gian hoạt động bắt đầu từ 10 năm trở lên và đã có mặt ở nhiều quốc gia. Điều đấy chứng tỏ là công ty đã hoạt động đa quốc gia, và chính bởi cái sự mở rộng quy mô như vậy mà tất cả mọi thứ như là cơ sở hạ tầng này, website này, quản lý bằng tài khoản này, mua hàng online hay tất cả mọi thứ nó đã có hết những cái quy chuẩn rồi, và việc của mình là chỉ cứ như thế mà mình làm thôi. Đấy, cái số 5 là trên 10 năm và đa quốc gia đó. Và khi mà có tất cả những yếu tố này thì người ta sẽ có một cái niềm tin rõ nét hơn, đồng thời họ cảm thấy rằng là cái sự lựa chọn của mình là một cái sự lựa chọn hoàn toàn có cơ sở. Và đến đây thì Anna xin được phép kết thúc cái phần 1 trong cái chuỗi video đào tạo cho người mới. Và rất là mong các bạn có thể đọc xem cái video này và biến nó thành cái ngôn từ của mình để mà giới thiệu cho người mới, đào tạo cho người mới, để họ có thể thực sự bắt đầu vào trong cái hành trình mà kinh doanh. Hãy luôn nhớ rằng là cái quá trình mà đào tạo cho người mới và cái quá trình mà bạn dẫn dắt người mới không phải là nó ngay từ cái khi mà bạn tuyển được họ vào như thế là xong đâu, mà nó sẽ là một cái hành trình rất là dài. Và niềm tin thì phải được xây dựng một cách có thời gian bằng những cái thực tế lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cho nên hãy kiên nhẫn, và chắc chắn với những cái lý luận mà rõ ràng, mạch lạc, cụ thể, chi tiết thì bạn sẽ có thể thuyết phục và có thể hấp dẫn được rất là nhiều người mạnh mẽ, tự tin và rõ ràng. Và từ những cái yếu tố này mà chúng ta sẽ tạo ra được một hệ thống đội ngũ nhà phân phối độc lập rất là chuyên nghiệp và có được một cái tốc độ phát triển rất là nhanh. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái phần 2 của chuỗi video này.